Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Hôm nay thì ở chợ đồ nghề trên kênh YouTube sửa xe máy thì muốn giới thiệu đến cho anh em một loạt các sản phẩm đồ nghề mà mình đang có kinh doanh trên thị trường và anh em xài và phản hồi rất là tích cực. Thì tiếp tục là mình muốn giới thiệu đến cho những anh em nào chưa biết thì anh em xem video và anh em xem được cái chất lượng và hình ảnh các cái sản phẩm nhà mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Và anh em muốn trải nghiệm thì anh em chỉ gọi vào số điện thoại trên màn hình đây, hoặc là số Zalo để anh em tham khảo giá, anh em mua về anh em xài. Và những anh em nào mà đang xài những cái sản phẩm là khách hàng trung thành bên nhà mình thì anh em cũng cho bình luận xuống bên dưới để cho mình, cho anh em, những anh em nào chưa mua để biết được. Và đồng thời là những anh em nào đang dùng và có những cái lỗi gì thì do lỗi nhà sản xuất thì anh em cũng comment để bên mình sửa chữa anh em nhé. Thì đầu tiên thì nhà mình muốn giới thiệu đến cho anh em một loạt các loại cáo vô lăng điện. Một loại cáo vô lăng điện thì đầu tiên là mình muốn giới thiệu đến cho anh em cái cáo vô lăng điện. Thứ nhất là cái cáo vô lăng điện cầm đấy, ngồi xịu vào đây, cầm như thế này, cầm vô lăng điện này là vô lăng điện của xe Hazate và Attila FI anh em nhé. Đây là vô lăng điện của Hazate và Attila FI. Loại này thì không có đầu trống, không có đầu trống. Đó là một loại cáo vô lăng điện thứ nhất. Anh em xem chất lượng anh em nhé. Cầm đấy. Đấy. Chất lượng rất như thế này, xoay đi. Rồi ok. Một em. Em thứ hai là em cáo vô lăng điện giữ luôn trên đất như này được này. Cầm lấy cái đầu này. Là Way Honda và Way Trung Quốc. Way Honda, Way Trung Quốc có một đầu ống trống. Hàng rất chất lượng anh em nhé. Đây là cáo vô lăng thứ hai. Rất cứng anh em nhé. Rất đẹp, rất cứng. Rồi. Cáo vô lăng thứ ba là đó chính là cáo xe Biago đấy anh em. Là 3V và 2V. Có một đầu ống trống. Có một đầu ống trống 2V và 3V. Cái này để đây rồi. Nó có. Có một đầu ống trống nhá anh em nhá. Bên này thì cũng giống nhau anh em ạ. Hai thằng này là một thằng. Giống nhau cả. Là cáo vô lăng 2V 3V dành cho những dòng xe Biago là loại thứ ba. Loại thứ tư là cáo vô lăng đề từ anh em nhá. Loại này thì chuyên về đề từ. Chuyên về đề từ. Thì anh em nào cần cái video mình hướng dẫn thì mình sẽ gửi cái video hướng dẫn chuyên về đề từ cho anh em xem. Mình đã có video chuyên về đề từ rồi. Như anh em đã biết rồi, cái dòng vô lăng đề từ của hãng Honda là ra cực khó. Cực khó ra luôn. Có cái cáo này thì rất chi là nhanh mà nó không bị hỏng vô lăng điện. Nhiều anh em thợ máy không cáo được ra hoặc có cáo ra được thì lại bị hỏng mất vô lăng điện không đề được, là do anh em cáo anh em kém. Còn cái cáo vô lăng đề từ xe ga Honda này thì một phát ăn ngay. Nó hỗ trợ rất chi là hay. Anh em cần video hướng dẫn sử dụng mình gửi cho anh em nhé. Loại thứ 5. Loại thứ 5, bóc loại thứ 5 này ra. Là cáo vô lăng điện này là cáo vô lăng điện của xe Yamaha, xe số Yamaha. Cáo này thì tuyệt vời rồi. Xe số Yamaha. Nó dày đến tầm này anh em nhé. Một phát ra luôn. Nó có tất cả là 6 con ốc. 6 con ốc này. Đi đâu mất 2 con rồi. Bộ này là thiếu một con ốc này. À nó gồm có 3 con ốc inox. Đây rồi, đem hết. 3 con ốc inox, 3 con ốc màu đen và 2 cái đầu ống trống để bảo vệ cơ đấy nhá. Khi anh em làm thì anh em đút cái đầu trục này vào và nó sẽ đẩy trống trực tiếp vào đây, ống trống vào đầu cơ đầu zin. Đây là cáo vô lăng điện Yamaha. Bao tất cả các loại vô lăng điện Yamaha cứng đầu nhất anh em nhé. Rồi, còn tiếp tục cả loại cáo vô lăng điện thứ 6 là loại neo và AB anh em nhé. Phiêu neo là xài cho chung với S110. AB là xài tất cả các dòng xe ga của Honda và Yamaha thì cũng có hai đầu ống trống. Như vậy là đã 5 loại cáo vô lăng điện. Mình xin nhắc lại này. Loại thứ nhất là cáo Hazate và Attila FI. Loại thứ hai là Way Honda, Way Trung Quốc. Loại thứ ba là cáo Biago. Loại thứ tư là cáo chuyên về xe ga đề từ. Loại số 5 là cáo vô lăng điện của xe IA, xe số IA. Loại số 6 là OS110 neo và AB. Đó là gồm 6 loại cáo vô lăng điện bên nhà mình. Loại này thì bảo hành cho anh em trọn đời luôn anh em nhé. Đó là về nói về cáo. Tiếp tục bây giờ mình sẽ nói về khẩu lồng.
Đây là ba cái khẩu lồng dành cho xe Honda. Ba khẩu lồng dành cho anh ta. Xe Honda anh em nhé, ba khẩu lồng Honda này. Để quay chi tiết cho anh em xem tí này. Ba khẩu lồng dành cho xe Honda. Đây là hai khẩu lồng dành cho xe IA. Hai khẩu lồng dành cho nha. Anh em có cái khẩu lồng này anh em làm bắt phốt, ít phải tháo nhựa. Anh em cần video mình gửi video cho anh em xem. Hai khẩu lồng nha. Hàng này hàng thép, không phải inox anh em nhá. Thép rất là cứng. Tiếp theo là đến cảo giật bi. Cảo giật bi lại loại nhà mình là gọi là loại đặc biệt anh em nhá. Cảo đặc bi. Anh em nào cần có loại hàng đẹp, hàng tốt thì liên hệ mình qua số điện thoại này. Đây là bộ cáo chất bi bên nhà mình này. Anh em nhìn kỹ nhá, anh em nhìn kỹ này, đấy. Nó như vậy đây anh em, đấy. Là cáo chất bi hàng đặc biệt. Còn tiếp theo, đây là loại cáo chất bi hàng tốt. Đây chỉ mới là loại tốt thôi. Chưa phải loại đặc biệt. Loại tốt rồi nhưng nó cũng không thua kém gì là nhà mình là không phải loại rẻ mà loại tốt. Đây là loại tốt. Là nó như thế này. Anh em nhìn kỹ nhá, là loại đặc biệt nó như thế này. Đấy. Đó về cáo giật bi lắp anh em ạ. Cái bộ này thì anh em giật bi lắp này, bi âm này, bi bánh anh em giật hết. Bên này thì giật bi lắp nhưng bộ này nhỏ thì nó hơi yếu. Đấy. Nói về cáo giật bi. Tiếp theo nữa là đến bộ kiểm tra CKB anh em nhá. Kiểm tra CKB đề từ hoặc là kiểm tra cảm biến VS Honda Yamaha, đề từ Honda và Yamaha. Đây là bộ đồng hồ đo áp suất bơm xăng. Đồng hồ đo áp suất bơm xăng. Đồng hồ này nó khác với đồng hồ trên thị trường là nó rất chỉ là dễ đọc, cầm lấy thế này. Nó dễ đọc anh em nhá. Anh em đọc số đồng ngoài là 1 2 3 4 5 6 7 thì khi anh em đo thì anh em đọc thông số nó dễ, một số đồng hồ không đọc thông số. Tất cả các đầu kết nối bằng đồng hết anh em nhá. Kết nối tất cả các dòng xe luôn. Đây. Anh em nhìn là anh em cũng biết rồi. Đây, dây cũng như thế này, bấm cũng như thế này. Rồi, bỏ xuống. Đây là đồng hồ đo áp suất bùng đốt. Áp suất xăng rồi để đến đồng hồ đo áp suất bùng đốt. Có cái khẩu dài nhá anh em nhá. Có loại thường trên thị trường không có loại khẩu dài này đâu. Thôi không cần lấy ra đâu. Nhìn như thế được rồi. Tiếp theo là đến cái bộ van bắt phốt. Cầm cả bộ van bắt van trên cổ sang đây. Nhà mình bán hai loại van bắt phốt vào này, ép trên cổ vào này. Loại này loại đặc biệt, kết nối được rất nhiều dòng xe. Loại này loại tốt, loại này tốt, loại này đặc biệt. Loại này đặc biệt anh em nhìn nó ít bát như thế này thôi, nhưng anh em nhìn này, một bát của nó có rất nhiều khớp anh em nhé. Một bát của nó rất nhiều khớp. Đây chính là bộ van anh em miền Nam gọi là van chết cổ. Anh em miền Nam miền Bắc gọi là van bắt phốt. Miền Nam van chết cổ, miền Bắc van bắt phốt. Đây thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem hai bộ luôn. Đấy nó như thế này anh em nhé. Ok em van bắt phốt rồi. Tiếp theo nó đến cái mở buri. Cái mở buri anh em này. Anh em vặn ở buri ở nơi cong cong anh em vặn được, anh em thò vào anh em vặn được. Nó tiện lắm anh em nhé. Cái mở buri rồi, lấy ra. Ba cái đốc bi này anh em này. Ba cái đốc bi vào. Gồm có số 6301, 6300 và 6201 anh em nhé. Đóng bi vào máy ơ đấy anh em. Bi vào máy ơ đấy. Rồi, đây là hai cây đốc bi ra. Hai cây đốc bi ra này là cây 10 ly và cây 12 ly. Anh em đóng cái bi bánh ra đấy anh em, nhiều số xe ga anh em đóng bi bánh ra toát mồ hôi hột ra không ra, nhưng mà cái này có cái này đóng bi bánh nó nhàn lắm anh em nhé. Anh em cần video hướng dẫn sử dụng mình gửi cho, gọi là hai cái đóng cái bi trong máy ư ra đấy, bi trong bánh xe ra đấy, nó nhàn lắm, đóng dễ lắm. Tiếp tục là đến cái bộ đóng bạc càng anh em nhé. Đóng bạc càng này, loại này thì có loại đặc biệt anh em ạ, dày lắm, ngon nặng, riêng vuông anh em nhé, nó không có loại rẻ trên thị trường đâu. Đóng bạc càng chữ H đấy nhá. Đóng bạc càng chữ H đấy. Đấy có hai đầu đóng này. Anh em đóng được cho tất cả các loại bạc to bạc nhỏ này. Rất chỉ được cứng bằng thép hết. Đây là bộ đóng bạc càng. Tiếp theo đồng hồ vận năng. Đồng hồ vận năng UT33D cộng này thì quá hot trên thị trường rồi. Nó nhỏ gọn thôi. Nhưng mà xài rất hay anh em nhé. UT33D cộng hàng này hàng chính hãng nhưng mình không bán hàng nhái. Đây là đồng hồ đo đồng hồ vận năng. Đây đồng hồ vận năng. Đồng hồ vận năng. Rất chỉ là chính xác. Đồng hồ này là đồng hồ vận năng, đồng hồ đo điện đấy nhá. Xài rất là hay. Anh em sửa điện FI bây giờ phải có đồng hồ anh em nhá. Tiếp theo là đến cái súng bít hơi. Súng bít hơi Đài Loan anh em nhá. Cực khỏe luôn. Bảo hành 1 năm. Súng bít hơi này. Khỏe này. Tiếp theo là đến cái kìm nhọn. Kìm nhọn để anh em lấy cái phanh poly nồi sau xe ga. Poly nồi côn sau xe ga đấy. Và anh em lấy phanh của cái heo dầu trước. Đây là kìm nhọn. Đây là bộ kính cò 3 món gồm có thước lá này, trồng 89 và cây
cái chỉnh cò này anh em này. Đây là bút thử điện cơ. Đây bút thử điện thông minh. Bút thử điện thông minh. Còn đây là bộ tắt đèn. Tắt đèn thông minh thì nhà mình có tất cả các đời xe luôn. Xe Honda không tắt được đèn loại nào thì nhà mình có loại đó. Mà cái bộ này nó rất hay, nó rất đắt, nó rất xịn, không bị chết IC. Anh em đừng ham đồ rẻ. Rẻ lắm rất nguy hiểm đến tóa đèn và IC anh em. Đây là bộ tắt đèn, có đầy đủ các loại tắt đèn. Tiếp theo là van cắt xích tải. Cái này anh em cắt xích tải này. Cái này anh em cắt xích cam này. Cắt xích tải, cắt xích cam hàng chất lượng anh em nhé. Thì xem nhà mình có cái gì nữa không. Đây nhà mình có này còn có sạc ắc quy thông minh đây này anh em này. Sạc ắc quy thông minh cảm ứng nhá. Bảo hành 1 năm. Tất cả những cái đồ này là những cái đồ bằng thép, nhà mình bảo hành trọn đời. Đồ điện tử bảo hành 1 năm. Đồng hồ đo áp suất bơm xăng, áp suất bồn đốt bảo hành 2 năm. Đồng hồ điện tử bảo hành 1 năm. Các cái đồ điện tử đã bảo hành 1 năm anh em ạ. Đấy nhà mình đã còn mặt hàng hơn 100 mặt hàng. Thì đây mình cũng biên soạn ra được một số mặt hàng như thế này thôi. Anh em cần hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ cung cấp hàng cho các anh em. Nhà mình đang còn bán rất nhiều hàng với anh em. Kênh nhà mình thì chuyên hướng dẫn sửa chữa hệ thống điện FI và kinh doanh một số đồ nghề. Anh em nào mua đồ nghề thì anh em mua, anh em nào không mua thì anh em vẫn xem các cái video về điện FI bình thường. Nhà mình có kinh doanh máy chẩn đoán lỗi, tất cả các loại máy chẩn đoán lỗi trên thị trường. Máy vệ sinh kim phun bồn đốt. Anh em nào yêu quý mình, ủng hộ mình thì cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em cần hàng thì liên hệ vào số điện thoại trên màn hình.